Tôi xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 9. Cả hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em một lô máy cưa xích anh em nha. Và kênh của cả hàng chúng em là kênh Luột Máy Cưa. Địa chỉ của cửa hàng thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại của cửa hàng 0354392929. Anh em nào mà có sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em cũng được anh em nha. Và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc anh em luôn. Đó, và nhận giao hàng toàn quốc anh em nhá. Và hôm nay lô cửa hàng chúng em thì lên cho anh em là 5 con máy cưa xích. Đấy, 5 con máy cưa xích. Và những dòng này thì hôm nay là có chương trình đặc biệt khuyến mại anh em nhỉ. Giảm giá tất cả những con máy, mỗi máy 100 ngàn nha anh em luôn. Đấy, như con này này, giá của nó là 1.8 triệu, giảm xuống thì còn 1.7 triệu anh em nhé. Đó, như con này là 2.050.000, giảm xuống còn 1.950.000. Tại vì những cái con này là những con còn sót lại những cái lô trước. Còn nếu mà anh em là không tin mà đây là giá thật ý ạ, bảo là chúng em là kênh giá lên rồi lại trừ đi ạ, thì anh em cứ vào kênh của cửa hàng chúng em, anh em xem lại những video trước anh em nhé. Đó, xem là có giá có đúng như những video mà em đang nói ở trong video này không nha. Đấy. Anh em cứ tham khảo thoải mái. Và ký hiệu ngày hôm nay này, như con này là con L1 này, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay có 5 chiếc thôi anh em. 5 chiếc và đánh dấu ký tự là lô L, chữ L, L1, L2 này, L3, L4, L5. Và dòng này là toàn hàng bãi Nhật anh em nhé. Máy móc thì cũng cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Anh em nào muốn đặt hàng, ví dụ anh em xem nhá, anh em ví dụ ưng con nào, ví dụ anh con L1 chẳng hạn đúng không, anh em không biết con này tên là gì đấy, không biết tên máy là gì, nhưng mà anh em muốn đặt hàng, muốn đặt con này, thì anh em đặt hàng anh em chỉ liên hệ cho cửa hàng chúng em, anh em muốn báo là em muốn chốt con L1 cho anh, muốn chốt con L1 giá 1.7 triệu đấy, 1.7 triệu, thì cửa hàng chúng em biết ngay là anh em muốn đặt cái con tay cụt này và đóng hàng gửi đi cho anh em. Anh em chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh em nhé. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước nên là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm. Đấy, anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm luôn. Hàng tới anh em kiểm tra hàng, nhận hàng và thanh toán cho người giao hàng, anh cứ đưa tiền cho người giao hàng là được. Và đơn vị vận chuyển của hàng chúng em là nhờ bên đơn vị bưu điện để vận chuyển anh em nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng em xin phép để máy quay xuống và test nổ cũng như là giới thiệu từng con một cho anh em xem qua. Rồi, cây L1 đầu tiên anh em nhé. Dòng này nó là thương hiệu của hàng Nhật bãi nội địa. Đó. Và hệ này nó là hệ máy cưa tay cụt anh em nhé. Hệ máy cưa tay cụt. Đó. Đấy, ký hiệu cửa hàng chúng em là con L1, giá của nó chỉ 1.700.000. Miễn phí vận chuyển cho anh em nhé. Miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho anh em là một tít mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy. Con này được tích hợp cho anh em là có núm ương sao phụ đầy đủ cho anh em. Và cái phần ở bên trên này nó có đầy đủ các chức năng này, như kiểu là e gió tự động này. Đấy, e gió tự động nhá, e gió tự động tự nhảy này. Anh em đẩy về là tự nhảy về, công tác ở đây luôn. Gạt xuống đây là tát này. Đấy, gạt lên giữa là mức mở, gạt trên này là đóng e. Đấy, rất là tiện lợi đúng không anh em? Và lam con này dài cổ nó là 35 phân. Phần mặt cắt của nó là còn 30 cm anh em nhá. Công suất của con này thì cực kỳ khỏe luôn, lên đến 36cc, nọc của nó trái bít tông lên đến 40mm cho anh em. Đấy, 40mm công suất thì cực kỳ lớn anh em nhá. Rồi ra test tổ cho anh em nghe luôn này. Phục vụ sử dụng gia đình, anh em mà muốn tìm một chiếc máy cưa nhỏ gọn thì con này thì rất là phù hợp anh em nha. Nó được tích hợp của nó xích là xích chung 91, xích này thì nó là dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện nên là anh em mua bán thì cực kỳ dễ dàng ở trên thị trường luôn. Và phần nắp đổ xăng này, đổ xăng là cái nắp xanh trắng này anh em nha, xăng pha nhớt. Còn nắp cam như thế này là đổ nhớt để cho nó bôi trơn cái bộ lam xích này. Anh em có thể đổ nhớt cũ cũng được, đổ nhớt nhớt thải xe Honda đấy ạ, hoặc là anh em mà có điều kiện thì đổi nhớt mới cũng ok luôn anh em nha. Rồi, con này thì nó tích hợp hai ốc lam này. Đây, hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 10, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Đấy. Máy móc thì liền mạch, không có bể vỡ gì anh em nhá. Giá cả thì cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.700.000 đến từ hiệu Nhật bãi nội địa luôn. Rồi. Qua con thứ hai là con L2, con này nó là dòng hệ cưa tay dài anh em nhá. Đấy, nó là hệ cưa tay dài, công suất của nó là 30cc cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính gỗ khoảng tầm 20cm đổ lại. Thì con này thì cắt là ok này anh em.
L2. Và dòng này máy móc thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Hai ốc chân lam bản trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này thì cực kỳ dài lên đến 40 cm. Đấy, lam dài lên đến 40 cm, phần mặt cắt của nó là còn 35 cm. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn, anh em nhìn không ạ? Đây, cho anh em nhìn này. Con này thì khá là đẹp luôn anh em nhá. Tình trạng máy tầm khoảng 80-90% nữa. Ngoài những cái tem này thì nó là bị cũ mất rồi thôi, còn nước sơn cũng như là tổng thể máy móc phải không có bể vỡ hay làm sao cả, máy móc thì cực kỳ liền mạch anh em nha. Giá của nó chỉ 1.950.000. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe. Nếu mà anh em mà nhu cầu một chiếc máy cưa nhỏ gọn để cầm đi làm vườn làm rẫy, hoặc là anh em về cắt củi nấu rượu, hoặc là những cái về cắt dụng cụ gia đình nhé, thì con này thì khá là nhẹ nhàng luôn, cân nặng của nó rơi vào tầm khoảng tầm 4 kg đến 4 kg rưỡi thôi anh em nhé. Đầy đủ lam xích và xăng cộ cho anh em tầm khoảng 4 kg rưỡi, cực kỳ nhẹ nhàng luôn anh em. Dòng máy nó là dòng cưa tay dài để chuyên cho anh em về phục vụ cắt những gỗ mà những gốc cây hoặc là những ở dưới mặt đất, anh em đứng ở dưới mặt đất để cắt đấy. Còn nếu mà anh em nào mà nhu cầu mà muốn cắt ở trên cao, hoặc là cần một chiếc mà hay leo trèo trên cao để cắt ấy, thì anh em lựa cái con tay cụt như thế này anh em nhé. Rồi, và một chiếc máy cưa đến thương hiệu Kyorit CS300, con này được ký hiệu là L3, giá của nó là 2.500.000. 2.500.000, giá cũ của nó là 2.600.000 anh em nhé. Giá cũ 2.600.000 và đã giảm giá cho anh em 100.000 là còn 2.500.000. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Và con này tình trạng máy khá đẹp luôn anh em nha. Có núm xăng phụ đầy đủ này. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13. Đấy, máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp luôn anh. Cho anh em nhìn phần bô của nó này. Anh em nhìn phần bô không ạ? Đấy, quá sáng sủa luôn anh em nhá. Lam dài lên đến 35 cm, phần mặt cắt là còn 30 cm. Đấy, con này thì cho anh em về cắt những gỗ đường kính gốc cây khoảng tầm 25 cm đổ lại. 25 cm đổ lại. Con này nó là thuộc hệ là máy cưa nòng đứng anh em nhá. Nòng của nó lên đến 38mm đường kính chai bít tông ấy, 38mm cho anh em. Đấy. Xích đó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Sợi xích lam xích này vẫn là nguyên zin của nó luôn này, và sợi xích thì khá là dày dặn và còn đẹp anh em nhá. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe con này. 2.500.000 cho con Kyorit. Con L4 anh em nhá, con L4 đến từ Shinhwa. Đấy, Shinhwa, và dòng này của chúng em đang bán với giá là 2.550.000. 2.550.000 anh em nhá. Công suất của nó lên đến 35cc. Con này thì nó công suất cỡ lớn để cho anh em về các gốc cây đường kính khoảng tầm 30 cm đổ lại anh em nha. 30 cm đổ lại, và lốc của nó là lốc hợp kim nhôm. Đấy, lốc hợp kim nhôm thì nó cực kỳ bền bỉ, và cái dòng này thì nó được cho anh em về sử dụng cả ngày là vô tư luôn. Đôi khi mà anh em mà có nhu cầu mà một chiếc máy cưa mà anh em sử dụng chuyên nghiệp luôn anh em nhá, về cắt gỗ mà, hoặc là anh em về sử dụng cả ngày đấy, cần một chiếc máy cưa mà lốc này thì nó giúp cho để cho anh em tản nhiệt tốt. Đấy, tản nhiệt tốt, chứ nếu mà những cậu mấy cái con mà máy là lốc bằng nhựa đấy thì nó chịu nhiệt thì nó sẽ không được tốt bằng những con lốc được kim nhôm như thế này. Và thường tối nay có đưa rồng đi không đấy?
L4 giá cũ của nó là 2.650.000, đang thanh lý là còn 2.550.000 anh em nhé. Giật tét nổi cho anh em nghe qua, công suất 35cc. Và lam con này lên đến 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm. Xích đó là xài xích chung 91 anh em nhé. V400 công suất lên đến 40cc và đường kính chai bít tông lên đến 42mm anh em nhé, 42mm. Và lốc là lốc hợp kim nhôm cho anh em luôn, chứ không phải là lốc nhựa như những mấy con mà dòng Echo mà 3.500, 3.700 anh em nhé. Và giá là chúng em đang để này 2.900.000 đấy anh em, bao rẻ nhất thị trường cho anh em luôn nhé. Nó là được có tích hợp đúng vô xăng phụ này, hai ốc trần lam, và lam con này dài lên đến 45cm, phần mặt cắt là còn 40cm. Con này nó chuyên về cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác tầm trung hoặc cắt những đường kính gỗ thì cực kỳ dài luôn anh em nhé. Con này thì để cho anh em mà có nhu cầu mà cắt gỗ keo, cắt gỗ tràm nha, quá là ok luôn. Năm con máy cưa, anh em nào mà ưng con nào thì có thể liên hệ cho chúng em để đặt hàng anh em nhé. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để ở dưới màn hình rồi. Đấy, anh em nào ưng con nào thì hãy liên hệ trực tiếp của cửa hàng chúng em để đặt hàng. Vâng, video thì cũng khá là dài rồi, cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em nhé. Xin chào toàn thể anh em.